Hello siêu bạn, chào mừng bạn năm đến với Nam OK, số là 0932052893. Thì hôm nay xin hệ thống Nam OK xin giới thiệu đến các bạn một trong những cái dòng sản phẩm thuốc kích dục mạnh nhất hiện nay, tên gọi là Sex Filter. Cái loại Sex Filter này là thuốc kích dục dạng nước không màu, không mùi, không vị nha các bạn. Và rất là nhiều bạn nam tìm mua bởi vì cái dòng này sử dụng có thể các bạn có thể sử dụng một cách kín đáo, có thể bỏ vào nước uống. Rất là khó phát hiện ra. Cái dòng này thì nó cực kỳ mạnh rồi, rất là nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Thì hệ thống Nam OK bên mình là chuyên cung cấp những dòng sản phẩm hỗ trợ sinh nam nữ, đặc biệt là về thuốc kích dục như là thuốc kích dục dạng nước nè, dạng viên nè, thuốc kích dục không màu không mùi, dạng xịt hay còn gọi là nước hoa kích dục dành cho bạn nam bạn nữ. Tất cả các dòng sản phẩm bên mình là hàng chính hãng nhập khẩu nha bạn. Các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán và giao hàng là tuyệt đối kín đáo an toàn. Đối với xe filter này thì một chai này các bạn chia làm hai lần sử dụng, mỗi lần các bạn pha nửa chai này trực tiếp vào trong nước ngọt, nước uống trái cây, bất cứ thứ nước gì để giúp người phụ nữ khi mà uống vào họ uống đủ liều lượng họ sẽ bị kích thích, họ ham muốn tình dục nhiều hơn. Thì trong trường hợp mà người vợ của mình bị lãnh cảm ha, các bạn sử dụng để cho người vợ mình có thể lấy lại cái ham muốn tình dục, lấy lại cái ham muốn tình dục và sử dụng một có thể sử dụng một kín đáo để người phụ nữ không phát hiện ra. Khi mà người phụ nữ uống sâu uống vào khoảng mất khoảng 10 đến 15 phút thì thuốc Sex Filter này sẽ có tác dụng. Sau khoảng 10 15 phút thì cơ thể người phụ nữ sẽ sản sinh ra một lượng lớn hormone estrogen trong cơ thể, làm cho họ sẽ cảm thấy ham muốn tình dục nhiều hơn, và những dấu hiệu cho thấy là người phụ nữ đã bị kích dục là lời nói ba bốn nè, tim đập nhanh nè, mặt đỏ ửng nè, bộ ngực cứng cứng nè, hai chân khép lại nè, những cái dấu hiệu cơ bản hay là những cử chỉ bối rối là người phụ nữ đã bị kích dục. Lúc này cánh ông phải tấn công, chủ động tấn công và gạ tình họ thì Sex Filter này nó sẽ đạt được hiệu quả tối đa tốt nhất nha các bạn. Bởi vì khi nên mà các bạn người phụ nữ bị kích dục họ rất là ham muốn tình dục luôn, nhưng mà họ sẽ kiềm chế, thì các bạn phải chủ động tấn công, gạ tình thì mới đạt đạt được thành công nha các bạn. Thì Sex Filter này, một chai này sử dụng hai lần, giá thành vô cùng hợp lý và đặc biệt là nó sẽ không màu, không mùi, không vị, sử dụng thì cực kỳ là kín đáo, an toàn. Và cái dòng thuốc kích dục này á, khi các bạn sử dụng thì nó sẽ có hiệu quả sau 10 15 phút, và nếu các bạn không quan hệ thì nó sẽ hết tác dụng sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ đó, thì cơ thể người phụ nữ sẽ trở lại trạng thái bình thường, không gây ra bất cứ tác dụng phụ gì. Thì trong trường hợp các bạn quan hệ cũng vậy, quan hệ xong cơ thể người phụ nữ cũng trở lại trạng thái bình thường luôn. Đây là một dòng sản phẩm thuốc kích dục an toàn dành cho thuốc kích dục nữ, dành cho các bạn nam nào muốn kích thích gợi tình, gạ tình người phụ nữ ha, hay đơn giản là muốn lấy lại cái ham muốn tình dục cho người phụ nữ. Trong trường hợp mà vợ mình bị lạnh cảm này, không có hứng thú với chuyện tình dục thì chỉ cần các bạn sử dụng một hai lần cái Sex Filter này thôi, người phụ nữ quan hệ họ là cảm thấy thỏa mãn thì họ sẽ lấy lại được cái ham muốn tình dục, và những lần tiếp theo đó thì các bạn không cần sử dụng thuốc kích dục nữa nhưng mà người phụ nữ vẫn quan hệ chủ động trong việc quan hệ luôn. Thì cái dòng Sex Filter này thì bên mình đang bán có giá rất là hợp lý cho hoàn toàn quốc, và các bạn có nhu cầu hãy liên hệ ngay số là 0932052893. Thì hôm nay xin giới thiệu thêm về cái dòng sản phẩm thuốc cường dương chai. Thuốc cường dương này thì nó sẽ giúp các bạn quan hệ lâu ra hơn và giúp các bạn cường dương rất là tốt nha. Cái dòng sản phẩm này thì nó là hàng chính hãng, khi bạn sử dụng thì nó sẽ giúp các bạn cương dương tốt hơn nữa. Thì các bạn nào bị rối loạn cương dương này, yếu sinh lý này, sử dụng cái dòng này cực kỳ phù hợp. Khi bạn uống vào uống trước quan hệ khoảng 30 phút thì nó sẽ giúp các bạn sản sinh ra một lượng lớn testosterone trong cơ thể này và lưu thông nhiều máu hơn đến vùng dương vật. Khi bạn quan hệ thì dương vật của bạn dễ dàng cương dương và cương dương đạt đến mức tối đa. Đó, nó rất là phù hợp cho các bạn bị rối loạn cương dương ha. Thì một quỹ này sẽ gồm 10 viên và cái loại này là thảo dược từ thiên nhiên. Các bạn cái thành phần của nó là nhục thung dung này, ba kích này, dâm dương hoắc này, bạch tật lê này, những dòng sản phẩm thảo dược rất nổi tiếng trên thị trường hiện nay về cái tác dụng mà bồi bổ cơ thể, bổ thận tráng dương. Và cái dòng này thì các bạn sử dụng lâu về lâu về dài rất là tốt nha, cải thiện cái khả năng cương dương của bạn rất là tuyệt vời và cũng giúp các bạn quan hệ lâu ra này, làm to hơn cái dương vật của bạn. Thì ngựa Thái này trên thị trường sẽ có rất là nhiều dòng giả ngựa Thái các bạn, các bạn nên sử dụng một cái dòng mà sản phẩm uy tín chất lượng, hộp thiết thì nó như hộp thiết thì nó cao cấp như thế này các bạn, và cái vòng cái màu xanh phía trong là màu xanh dưới xanh lá cây đậm như thế này, còn cái loại màu nhạt màu vàng là hạt giả nha các bạn. Khi bạn sử dụng thì các bạn nên lưu ý và đặc biệt là nên sử dụng một cái dòng sản phẩm thuốc cường dương đến từ nhà cung cấp chất lượng như là Nam OK trên 6
năm kinh nghiệm về cái dòng sản phẩm thuốc cường dương chạy sẽ chấm dứt ăn sớm ha. Hãy liên hệ ngay số line 0932052893 nếu các bạn đang quan tâm đến dòng sản phẩm bên mình. Bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ tận tình cho bạn. Ngoài ra nếu các bạn đặt hàng, bên mình giao hàng toàn quốc trong vòng 3 ngày. Mọi thông tin là bảo mật, giao hàng tuyệt đối kín đáo an toàn và bảo mật thông tin khách hàng ha. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.